bảo thủ ý ông như thế nào cõi phật đó rộng lớn vô lượng có thể nghĩ bàn chăng đáp rằng không vậy cõi phật đó rộng lớn vô lượng hy hữu kỳ đặc không thể nghĩ bàn nếu có chúng sinh nghe ví dụ này mà sinh tâm tin hiểu nên biết cả hy hữu kỳ đặc hơn đức phật nói bảo thủ như thế như thế như lời ông nói nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nghe ví dụ này mà sinh tâm tin thì ta thọ ký cho người đó đó chắc chắn sẽ thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, sẽ đắc được trí huệ vô thượng của Như Lai bảo thủ ví như lại có người đem cõi phật rộng lớn như đã nói ở trên nhiều như số hạt bụi ngàn ức cõi phật đều nghiền nát làm bụi như vậy lần lượt chuyển chuyển cho đến trải qua tám mươi lần như vậy tất cả cõi phật rộng lớn hết thảy hạt bụi nhục nhãn nghiệp báo thanh tịnh của bồ tát ở trong một tiệm đều thấy rõ được cũng thấy các đức phật nhiều như số hạt bụi trong ức cõi phật rộng lớn như tấm gương pha lê thanh tịnh quang minh chiếu hiện các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi phật bảo thủ đó đều là tam muội thâm sâu của thanh tịnh kim võng chuyển luân vương căn lành phước đức mà thành tựu